bột ra nha mọi người. Này 1 kg bột gạo. Cái chén lấy chừa một ít bột đó mình làm để dành thắn nước cốt dừa nữa. Có không? Có, thắn nước cốt cũng phải cho để bột vô nữa. Dừa một ít là đủ rồi. Rồi cả đó được rồi. Thêm chút nữa đi. Vên, thắn nước cốt phải có bột nha mọi người. Rồi đổ nước từ từ nha, đổ vừa vừa thôi chứ để một hồi lỏng quá là mình làm không được á. Đổ nhiều nhiều đi. Này lần đầu làm nên cũng kinh nghiệm chưa có nhiều, các bạn thông cảm nha. Chưa có kinh nghiệm. Chưa có kinh nghiệm. Nên làm từ từ cho nó chắc ăn mọi người. Không dám đổ một lần một, phải đổ từ từ như vậy nè. Bột gạo nhỏ lúc trước thì mẹ tự xay không à, không có mua giống già. Lúc hồi xưa mẹ làm cho ăn á, là toàn là xay bằng cối xay á. Xay tay á. Cái này là có thêm lá mơ nữa. Lá mơ xay. Trộn chung gạo mình đã ngâm đó mọi người. Cái này mình không có hái lá mơ, nếu mà mình cái bột mà mình mua sẵn về á là mình phải xay, mình chắc lấy nước lá mơ á, mình đổ vô mình trộn với bột gạo luôn hả. Đổ thêm ít nước nữa là vừa đó. Rồi mình đi chặt lá dừa nước để làm khuôn bánh á. Nắn bánh lên lá dừa nước. Thêm vài lá mít nữa. Vậy là hình như là cũng sắp được rồi đó, đừng đổ nước vô nữa. Được rồi. Được rồi đó. Này mọi người. Như vậy là mình làm được nha. Chứ đừng có lỏng quá là mình nắn, không nắn bột không có được. Dính này. Dính tay. Sao làm sao nữa ta? Xong mình đi chặt dừa nước. Không để đường vô hả? Không. Cái này là mình chỉ để bột không à, chứ không có để thêm đường gì hết trơn á. Đơn giản ha. Bánh này rất là đơn giản. Nhưng mà nó gắn liền với tuổi thơ của mình. Người miền Tây thì nhắc đến bánh lá mơ á là đều sẽ có một cái thời ký ức không thể nào quên được. Chọn cho đều lên. Công đoạn làm bột đã xong. Giờ là mình sẽ đi chặt lá dừa nước chứ hái mà dài lá mít nha các bạn. Dừa cũng nạo xong luôn rồi nè. Xong rồi đó. Đứng tay. Giờ mình đi chặt lá dừa nước thôi. Và hôm nay chặt dừa nước nè. Kiếm cái tàu lá dừa nước nào đẹp đẹp á. Không có sâu. Rồi. Bây giờ mình làm bánh nha mọi người. Dạ, đổi tài nha mọi người. Bầu của mình hồi nãy là mình làm nó dừa, bây giờ hình như thấy nó hơi mềm mọi người ơi. Nó hơi khó nắng bột. Cái này phải cứng xíu nữa ha. Giờ hết bột để thêm vô rồi. Ý hình như ở nhà còn bột. Không biết đâu. Nó không may.